Kera còn đáng chơi không Tiên Di ơi? Kera ở tại mùa 2 này liệu còn ngon hay là bị tướng này phê rồi? Bởi vì bây giờ anh em đi rừng phép ấy, toàn lựa chọn Tulen thôi. Ok, đến với sâu tao tay và cách cài đặt của vị tướng Kera nhé. Nhưng mà từ, dừng khoảng vài giây để chúng ta cùng xem hiệu ứng của Tanjiro và Nezuko. Đây là bộ trang phục hợp tác của Liên Quân và Thanh Gươm Dịch Quỷ nha mấy ông ơi. Wow, hiệu ứng tuyệt vời chưa? Có cả hiệu ứng của dạng trạng thái đó chính là kiếm và bút luôn nè. Và đây là Nezuko Kamado. Kế là chúng ta đây. Nhiều ông em cứ bảo là bây giờ đi rừng ấy toàn lựa chọn Tulen thôi, không Tulen thì lựa chọn tướng gì nhỉ? Là Pain. Đương nhiên rồi, Kera là sự chọn không thể thoát khỏi tầm tay của anh em được đâu. Ở tại 12 này, xem góc nhìn tuyển thủ Tiên Di ấy, chắc chắn các bạn thích xem giải. Nhưng mà xem giải ấy là xem tổng quát. Và khi bạn xem xong playoff, Tiên Di thông báo với anh luôn là Tiên Di có góc nhìn của 4 đội Bắc nè, Team Frat, Vegaming và Sáng Tôm ở trong vòng playoff đó. Các bạn có muốn xem không ạ? Yên tâm, Tiên Di đã gửi dần dần cho anh em đến ngày 8 tháng 5, tức là hôm chung kết của Sáng Tôm và Vegaming đó. Các bạn đã tham gia chưa và lựa chọn tuyển thủ nào chưa? Link TNG xin để phần mô tả cho anh em nhá. Các bạn cần tham gia và nâng cấp họ mà thôi. TNG test cho anh em ấy sẽ tạm thời lựa chọn là chỉ là Bâng, bởi vì chúng ta chỉ có hai lựa chọn thôi, một là Bâng hai là Quang Hải thôi, thì lựa chọn tạm Bâng để mà test cho anh em nhá, chứ anh em đừng bảo là TNG thiên vị ai đấy nhé. Ok, cái vòng quay 8/5 đấy chúng ta có tướng này và trang phục, và khi các bạn nâng cấp ấy thì chúng ta sẽ mất cái lượng tiền. Mà anh em biết đó, cái lượng tiền này thì tham gia đơn giản thôi. Nhiệm vụ của anh em chỉ cần đăng nhập này, rồi là chia sẻ, rồi chơi một trận đấu, hoàn thành một trận đấu. Nó cực kỳ đơn giản đúng không? Hôm nay là 5/5 và chúng ta chỉ còn vài ba ngày là đến 8/5 đấy. Chung kết anh em ạ, chung kết của Vegaming và Giang Tôm. Anh em nhớ tham gia ngay sự kiện này nào để nhận phần quà tuyệt vời nhất nhé. Lâu không làm Team Frat rồi, triển cái nhở. Đầu tiên là góc trái của anh em ấy là trang bị bảo ngọc và phù hiệu Kera của Maximus nhé. Còn Kera này là Tiên Di cũng khá là thích đấy, bởi vì chúng ta có trang phục hợp tác mà, gọi là siêu siêu phê. Ở trong trận chung kết này chúng ta sẽ đánh ở cái bản đó chính là Vương Quốc Rồng nha mấy ông nhá. Và đây là cài đặt cho anh em. Chúng ta lựa chọn là An Linh để trụ này, và lựa chọn máu thấp nhất để tấn công vào mấy con chủ lực bên kẻ địch. Nói chung là trận đấu này thì bên Bắc đánh rất là chắc ăn đúng không nào. Họ lựa chọn ngay cho mình đó chính là cái thể loại Senia này thì counter khá là nhiều các vị tướng băng xả vào. Ok, trở lại với Kera nào. Chúng ta sẽ có hợp tác với Thanh Gươm Diệt Quỷ Nezuko, em gái của Tanjiro nha mấy ông nhá. Không biết là ông nào xem cái bộ truyện được chưa? Bộ truyện này rồi anime này, không biết là có phim không nhở? Tại vì TNG chưa coi nên cũng chưa dám chắc chắn cho lắm. Ở tại mùa 2 ấy, khi mà vàng đường lính mít giảm xuống các thứ ấy, thì nó ảnh hưởng, nhưng chỉ là ảnh hưởng đôi phần thôi anh em ạ. Ad ơi, cách chơi Ngộ Không mùa 2 đi, em thấy nó ở đầu game ấy gõ không đau ở dạng đầu nữa. Đập không đau ấy, đó chính là do cái tỷ lệ chí mạng của anh em bị giảm xuống 4% cho mỗi cái găng tay. Tức là anh em lên 4 găng tay ấy, các bạn đã mất đi 16% tỷ chí mạng so với phiên bản tại mùa 21. Tức là so với phiên bản mà Ngộ Không của Bâng và Ngộ Không của Quang Hải đang hoành hành ở trong giải đấu đó anh em ạ. Thông báo tin vui cho anh em là Tiên Di đã có góc nhìn Ngộ Không của ai nhỉ? Nhớ nào, đợt trước là gửi đến cho anh em là của Bâng rồi. Và đợt này playoff ấy là Tiên Di có củ Quang Hải luôn. Anh em có muốn coi không ạ? Nếu mà muốn coi đi thì Tiên Di ngày mai sẽ gửi đến cho anh em luôn và ngay ạ. Wow, một cú phóng rất là khó chịu của Slim. Giới thiệu một chút về Slim của Medusa nhé. Đây là một con bài anh em có thể đi kèo hòa với mọi kèo. Nhớ nhá, kể cả là đi với Elsu, đi với Heate, Vio hay là Theo Nát ấy, đều có thể đi được kèo hết. Tức là đi mọi kèo, kể từ thắng đến hòa. Nhớ nhá, từ thắng đến hòa. Còn thua là do chúng ta, hoặc là do bị gank quá nhiều, hay là do trợ thủ các thứ không ủng hộ thôi. Bởi vì ở trong trận đấu này, ở dạng đấu game của Team Bắc ấy khỏe hơn, nên bên của Team Frat họ lựa chọn là ăn con tà thần. Chúng ta quá quen thuộc rồi đúng không nào. Kể cả là tại mùa 2 đều vậy thôi nha anh em nhá. Kể cả là mùa 2 đều vậy. Tức là nếu bạn có lợi thế ở dạng đấu game ấy, thì các bạn sẽ lựa chọn là con rồng chén, đánh chén ăn nhanh hơn, farm lẹ rừng hơn, rồi gây sát thương lên linh quái nhanh hơn, giúp bạn có thể đào đường và farm nhanh hơn. Nhưng mà nếu team mình chưa có lợi thế ấy, thì các bạn hãy ăn cho mình đó chỉ là con tà thần, chứ đừng kiểu là bỏ không ăn gì nhá. Bỏ không ăn gì là rất là thiệt cho team đấy. Bởi vì mấy cái mục tiêu này là lợi thế mà anh em, đây là lợi thế của mình. Mình không ăn thì quá phí đúng không nào. Quan trọng là xem team mình có mạnh hay không và có đủ tranh chấp hay không. Ví dụ team này nhá, các bạn nhìn thấy dễ dàng chính là Lily và Slim ấy sẽ là chủ lực của team Frat ở giai đoạn về sau. Mà Lily và Slim ấy bây giờ mà để ở đoạn đầu game đấu với Elsu, rồi đấu với Wonder, rồi Tulen ấy, khó lắm anh em ạ, khó lắm.
Em thấy Roker cũng khá mạnh vì có khả năng one shot mấy con máu giấy. Ed thấy nó có xứng đáng vào danh sách các vị tướng đi rừng mạnh 12 không? Ed thấy là không xứng đáng. Bởi vì để mà vào được cái danh sách các vị tướng mạnh đi rừng ở 12 ấy thì phải xét đến bọn kiểu dạng Turen với Ed cơ. Đấy, ít Giang phải ngang mâm với bọn đấy thì mới có để đủ tầm chứ đúng không? Wow, đuổi thật à? À, đây có Kuga ở đây anh em ạ. Kuga xích chưa? Nhưng mà đen quá. Team Bug Pick rất là counter nha anh em nhá. Ví dụ như là, ví dụ được nhá, các bạn đi rank đi, các bạn gặp kẻ địch có nào là Ngộ Không, nào là Zuka đi, chỉ cần các bạn pick một con Xenia thôi là có thể out bọn nó rất là căng rồi. Wow, một cái pha đi luồn bụi anh em ạ, một pha luồn bụi của của Maximus. Bây giờ đang đợi Kuga đây, nhưng mà quá là tỉnh táo. Thôi tỉnh táo này thì bỏ qua đi anh em ạ. Nói chung là mình cứ đứng cam, nhưng mà cắm trại mà team địch ấy, tức là cắm trại mà cái bên địch nó không chịu ra thì thôi mình đi farm cho lẹ nha anh em nhá. Chứ nhiều anh em mải mê cắm trại quá, mấy cái bùa lợi thì mục tiêu không ăn ấy, thì lúc thọt vàng lại không hiểu tại sao đúng không? Quan trọng là phải tối ưu cái lượng vàng. TNG trước ngày chung kết ấy sẽ gửi đến cho anh em là các góc nhìn của anh em ở playoff nhá. Nên các bạn có đề xuất cứ comment video. Có cả 4 đội luôn. Team Flash nè, có thằng Tôm nè, có Vegaming nè và có Bắc. Thì TNG nói luôn, Bắc ấy thì TNG có của Akashi nè. Flash thì TNG có của Maximus nè. Còn có ai nhỉ? Vegaming thì TNG có của Quang Hải nè. Đấy. Rồi bên sàn Tôm thì TNG chỉ có của Khoa thôi. Bên Gà Rán chỉ có quay Khoa thôi. Đấy. Thì TNG báo luôn như vậy. Nên anh em tuyển thủ nào ấy, muốn xem của tuyển thủ nào nè, muốn xem góc nhìn của tướng nào nè và trận đấu nào thì comment dưới video để TNG có thể gửi tới và phục vụ anh em trước ngày chung kết nhá. Nói chung là cái trận đấu này là thiên về chiến thuật nhiều hơn là giao tranh. Các bạn nhớ hộ TNG nhé, cái góc nhìn tuyển thủ ấy là không phải để các bạn xem highlight các thứ đâu, mà là để các bạn xem cách di chuyển và cách tối ưu cái lượng vàng thôi, nhớ nhé. Đấy là lý do vì sao mà TNG làm cái góc nhìn tuyển thủ gửi tới cho anh em. Edgem hỏi, nếu Aiza nhảy lên đầu các vị tướng tàng hình khi mà tung chiêu ấy, thì các bọn tàng hình nó bị lộ không? Chắc chắn là lộ nhá, giống bạn Khôi Mai có trả lời hộ TNG đó chính là sẽ bị lộ, là Quillen nè, Zenith nè, Ngộ Không nè, và các vị tướng tàng hình như là Batman khác. Đấy, tức là các bạn sẽ bị lộ nhé. Kể cả là ẩn thân của Elsu, nếu các bạn không tinh mắt ấy thì các bạn sẽ không thấy đúng không? Nhưng mà nếu mà có con Aiza nó cưới trên đầu thì các bạn ẩn thân đứng thế thôi à, vẫn nhìn thấy quá rõ ràng. Hay như là con cóc nè. Kiểu dạng dạng vậy đó. Liên tục di chuyển đảo đường và farm các nguồn tài nguyên nha mấy ông nhá. Ở tại mùa 22 ấy thì các bạn biết đó, các bạn hoàn toàn thể tận dụng luyện kim để thể gia tăng lên cái lượng vàng giảm xuống, hoặc là gia tăng những cái lượng vàng tăng lên để cho các vị tướng xạ thủ và các vị tướng chủ lực để có thể lên thần cung thật là sớm. Anh em biết lý do tại sao anh em xạ thủ ở tại mùa 2 rất là thích cầm luyện kim không? Bởi vì với cái luyện kim ấy, anh em sẽ lên thêm cái lượng vàng. Thứ nhất nhá, ở chương thứ tư là con lính đánh xa, tức là lính đánh xa thì gồm có lính pháo này và con lính đánh xa đánh tay chương thứ tư đây là nó chưa ra đấy, tức là con lính pháo chưa ra thì lính đánh tay tầm xa đấy. Thì lính pháo ra ấy thì là hết cái thời gian là tăng vàng rồi. Nhưng mà lúc mà cái lính pháo nó chưa ra ấy, đấy là người ta gọi là lính đánh xa, thì nó tăng gấp đôi cái lượng vàng so với tại mùa 21. Nên anh em giúp anh em lên thần cung nó dễ dàng hơn. L cho em hỏi là Ryoma lên dìu Revetan hay là kiếm chuồn đây? Cả hai đều được nhé, nhưng mà phải tùy theo từng trận. Tiên Di thường hay nói là nếu mà tiên địch có bị tướng sốc đam hoặc là sát thủ đam căng quá ấy, thì bạn lên dìu cho Tiên Di. Đó là dìu cấp độ 2 nhá. Đó là dìu cấp độ 2. Sau đó các bạn mới lên các trang bị xuyên giáp, kể cả đấy là thương long hay là thương đấu sĩ cấp độ 2 đây. Rồi là phối hợp kiếm các thứ, nói chung là còn lại là full dam nha mấy ông nhá. Đấy, còn lại là full dam. Trừ khi là phép kỳ địch căng quá ấy, thì các bạn mới lên thêm cái quả cho gì đó thôi. Còn lại là chúng ta chơi như vậy. Còn nếu các bạn lên kiếm chuồn ấy thì các bạn đắp luôn cái đồ kiếm cấp 3 cho mình để tối ưu cái nội tại. Đó chính là nội tại cường hóa nha mấy ông nhá. Tức là 12 giây ấy các bạn sẽ được cường hóa 8% cái lượng sát thương cộng thêm, để có thể sốc đam kẻ địch dễ dàng hơn. Chẳng khác gì các bạn lao vào chọt thôi anh em, thì các bạn sẽ được cường hóa thêm 8% cái lượng đam của cái kiếm chuồn đó. Nói chung là sơ sơ là như vậy. Nhiều anh em than bảo là cái đường mid giảm vàng giảm sao, thì TNG nói đây, hãy cầm luyện kim cho vị tướng đi đường mid đó, kể cả là Kỳ Si hay là Lidiana hay là Dilak và vị tướng khác đều có thể cầm luyện kim. Khi các bạn có luyện kim ấy, các bạn sẽ không phải lo về vấn đề ở trên là cái lượng vàng bị sụt giảm tại mùa 22. Đương nhiên các vị tướng đó có thể cầm những cái phù hiệu như là thần quang của Chrissy rồi của Lidiana hay là Didac thì mới có thêm cả thần thấn các thứ đó. Và các vị tướng xạ thủ, tại sao xạ thủ được tăng vàng mà lại phải cầm luyện kim?
Chắc chắn nhiều anh em sẽ thắc mắc như vậy, thì Tin Di giải đáp luôn nhá. Đó là khi mà xạ thủ cầm cái luyện kim ấy và kết hợp thêm cái quả lính đánh xa chiếc thứ tư, ui dồi ôi, con Xenia nó khó chịu lắm anh em ạ. Cái pha này mà con Xenia thì ui dồi ăn chắc luôn cái con Tolen kia rồi. Kuga xích quá là đẹp, nhưng mà con Xenia nó lại là một chuyện khác đấy anh em ạ. Phản ganh ngay, suýt là Kuga bị đến sớt rồi. Ad ơi, làm thế nào để trở nên pro khi mới chơi với Ad và các game đồ cho newbie nhá anh? Ok luôn, để mà một newbie trở nên pro ấy thì các bạn phải chơi rất là nhiều, mà cách chơi nhiều, chơi nhiều mà lại không biết ấy, người ta gọi là phí thời gian. Kiểu như ông bảo là em chơi 2 năm mà không lên được bạch kim, không lên được tiếng Anh ấy, đây là do anh em chưa đánh đúng cách và chưa áp dụng đúng chuẩn. Thì Tin Di xin giới thiệu cho anh em newbie, chuẩn newbie nhá, chứ không phải là mấy ông là lập lại nick hay là mấy ông hạ rank đâu nhá. Là như này. Thứ nhất ấy là các bạn sẽ xem kênh của Trải Game, cái này cũng phải là player, nói thẳng luôn là vậy. Xem để làm gì? Để lựa chọn tướng hợp meta cho từng phiên bản. Thứ hai, sau khi biết được các vị tướng mạnh đó xong ấy, các bạn sẽ xem livestream của các tuyển thủ. Tại sao Tin Di lại bảo là livestream của các tuyển thủ mà không phải là của các streamer? Các streamer chơi ấy, ok, Tin Di không nói là hay hay dở, mà là họ thiên về phần giải trí, tức là giải trí cho anh em xem sướng, xem vui, xem đá. Nhưng mà xem tuyển thủ ấy là họ đánh nghiêm túc, mà các tuyển thủ nghiêm túc ấy chúng ta phải kể đến các hệ như là Z-Way Đường Tà Thần nè, rồi Han, rồi Hoàng TD, rồi Quang Hải. Nói chung là mấy thanh niên này đánh rất là cũng không phải là nghệ sĩ đâu anh em ạ, đánh rất là gọi là nghiêm khắc và nghiêm túc với bản thân mình. Đương nhiên là các streamer, các tuyển thủ khác ấy, họ đôi khi là họ cũng một tí nghệ sĩ vào đấy, thành ra nhiều khi cũng tấu hài cho anh em vui vui. Nhưng mà nếu các bạn thích lựa chọn thể loại nào ấy thì đều có thể loại đó nhá. Anh em thích vui giải trí ấy thì thoải mái tìm dễ mà. Còn anh em thích nghiêm túc ấy thì cứ những cái tên mà Tin Di nói ấy. Còn nếu mà thiếu gì anh em comment video nhá. Còn các game đồ trang bị ấy, ui dồi, dễ ẹt à. Xem kênh Trải Nghiệm Game, Tin Di vẫn gửi đều đều cho anh em ở trong top 5 mà. Đúng không nào? Vừa có tướng meta lại có đồ luôn, đơn giản. Đây là cách đấy anh em ạ. Còn lại thì các bạn thực hành nhiều vào. Ad ơi, Daxi 12 ấy còn rank ổn không? Em đang tính cày. Thực sự nói về Daxi 12 ổn không ấy, Tin Di thấy nó cũng bình thường. Nó cũng không phải là quá yếu, nhưng mà để gọi là trận nào cũng pick thì Tin Di nghĩ rằng các bạn sẽ nên lựa chọn vị tướng khác. Không biết là các bạn muốn cầm đi rừng hay là các bạn muốn cầm đi mid ạ. Nếu mà cầm đi mid thì ôi trời ơi, đầy tướng ngon. Khaleesi nè, Rodion, Lidiana, kể cả là Rath nhà Duyên, đầy lựa chọn ra. Còn anh em thích dạng cổ điển sốc đam khác thì có Vera, Natalia, đúng không ạ? Rồi anh em thích đi rừng ấy thì có Kera nè, có Tulen nè, kể cả là Pain, đúng không? Đều là cái vị tướng rất tuyệt vời. Đương nhiên là Daxi thì vẫn rất là tuyệt vời đấy, nếu có bị tướng bên địch là thiếu cơ động ấy thì rất là hay, nhưng mà cũng rất là dễ bị khắc chế nha anh em nhá. Nếu mà pick Daxi ấy thì team nên có mấy cái vị tướng tàng hình, ví dụ nhà Batman, Ngộ Không, Quy Đen các thứ ấy, thì khi đó anh em rất là dễ chơi. Ủa cái pha này thì Xenia vừa bay xong làm sao mà cứu nổi đây? À chưa bay luôn anh em ạ. Nhưng mà bay rồi chơi được không? Bay rồi vẫn chơi được, có Richter ở đây núp rồi. Xuân Beck đang đứng ở đây. Cái trận playoff này là Xuân Beck đi trợ thủ mấy ông ạ. Rất tiếc là Tin Di chưa có góc nhìn của Xuân Beck ở trong playoff này, chỉ có của Maximus thôi. Ad ơi, Elandor nên dùng cung hay là kiếm Muramasa? Ok, hiểu luôn. Elan dùng cung xạ thủ hay là kiếm Mora, tức là cái cung gì ấy nhỉ? Cung báo tố à hay gì ấy? Tin Di quên mất tên rồi, cung vàng đây. Thì Tin Di nói luôn là dùng cung nhá. Còn nếu các bạn muốn lên kiếm ấy thì lên kiếm cấp 2 thôi. Nhưng mà Tin Di vẫn khuyên anh em là dùng cung, bởi vì Elan là vị tướng cần tội đánh. Chúng ta có các cách lên đồ cho Elan như sau. Đầu tiên ấy là cách của mùa 22 hay là mùa 21 đều dùng vậy. Đó chính là sau khi xong cái cung đúng không ạ, các bạn lên cái đôi giày, giày gì cũng được, cái địch không chiến cho quá giày kiên cường. Còn không các bạn vẫn có thể dùng cái đôi giày du mục cho nó hoành tráng. Nói chung là full tốc đánh luôn. Tiếp theo các bạn sẽ lên cái kiếm Phân Yên nè, rồi Thánh Kiếm, rồi Muramasa các thứ. Còn nếu các bạn muốn lên diệt thần cung ấy, tức là mình xanh đúng không ạ, mình xanh thì mình diệt thần cung ấy, thì các bạn có thể lên huyết cung ở cấp độ 2 ở slot 3 đấy, sau đó là lên Thánh Kiếm, sau đó là hoàn thành thần cung. Nhưng mà theo Tin Di ấy, một Elandor mà lên thần cung, Tin Di cảm thấy nó hợp cho lắm. Tại sao hợp? Bởi vì đây là một đồ 3.000 vàng mà với Muramasa có hồi chiêu nè, rồi kết hợp thêm bùa xanh nè, rồi anh em nhớ nhá, kiếm Furnier nè, Muramasa là hai combo bắn tanh rất là căng, và Thánh Kiếm, rồi đây là một cái đồ rất là rẻ. Các bạn nhớ nhé, đấy là một vị tướng đầu game và giữa game rất là áp lực. Nếu mà bị kéo về lết ấy thì Elan nó sẽ gặp rất là nhiều ảnh hưởng và khó chơi. Mà cái thần cung ấy nó hợp với các vị tướng đánh kiểu dạng trì trà đến lết hơn,
Và Tiên Di thần từng làm cái clip ấy nói rằng các vị tướng dạng kiểu là slim ấy, nếu muốn lên thần cung ấy thì các bạn có hai lựa chọn. Một là lên cái huyết cung cấp 2 ở slot gọi là slot 2, slot 3 ấy. Còn không ấy, các bạn đợi ở slot thứ 4, thứ 5 thì mới lên cái diệt thần cung cấp 3. Đấy. Em có một người bạn chơi bio, em đang phân vân là giữa Gidu và Senia để đi trợ thủ cho bạn ấy. Ad giúp em gợi ý được không? Ok luôn. Nếu mà chỉ với Gidu và Senia thì bạn lựa chọn Senia cho mình. Còn nếu mà lựa chọn vị tướng khác để mà gợi ý thêm ấy thì Tiên Di sẽ gợi ý các bạn các vị tướng như sau. Đầu tiên là Ba Doom nè, nhá. Ba Doom. Sau đó là gì? Đó là Lumbua. Rồi các vị tướng thuộc dạng gọi là nếu mà tiên địch không có vị tướng sát thủ các quá khó chịu nhờ kiểu bọn không Zuka đi, các bạn thể lựa chọn thêm bàn Wonder nè, Richter, Tachi để thể dễ dàng chơi và cấp góc nhá. Trận đấu này toàn là kiểu dạng trận đấu đẩy trụ và lấy lợi thế thôi anh em ạ, di chuyển đảo đường lấy lợi thế các thứ, chứ còn về vấn đề gọi là giao tranh để lấy mạng thì là không nhiều. Như anh em có hỏi là gặp sự cố bán đồ thì nó không hiện đồ để mà soạn trước, cái này thì cũng không phải là 100 trang bị, nhưng mà TNG có gặp rồi. Cái này thì các bạn đợi gà rán họ sửa nhá, chứ bây giờ họ chưa sửa đâu. Chắc là khoảng tầm 15 tháng 5 có khi là có thêm có bản cập nhật bổ sung lần 1, khi đó chắc là anh em sẽ được sửa. Sơ sơ là tầm đó sẽ có một cái bản bổ sung mới nha anh em nhá. Còn chính xác thì các bạn cứ phải chờ, bởi vì gà rán Việt Nam có cái tục lệ hay cần nó gọi là truyền thống anh em ạ, có cái truyền thống đó chính là delay. Có cái truyền thống delay nhá. Nên TNG không dám chắc là khoảng 15 nó có ra hay không, nhưng mà chắc chắn là trong tầm tháng 5 này sẽ có một cái bản bổ sung để tới cho anh em để thì sửa các lỗi bug linh tinh tinh. Nói chung bây giờ cũng có nhiều cái bug linh tinh lắm anh em ạ, có phải sửa dần dần mới được. Hướng tới là con ma thần phút 15 nè. Tầm này là chỉ cần ăn ma thần là có thể end game rồi nha mấy ông nhá. Khi mà team bạn có lợi thế nè, đặc biệt là cái lợi thế mà team địch phải ở nhà thủ và lộ sai á, thì các bạn càng dễ chơi hơn, chơi được luôn nha. 2-5 à? Không, câu giờ rất là căng bởi vì đó là Senia và Wonder mấy ông ạ. Chất tướng nha, đây là chất tướng nha, khi mà Sling của Medusa chưa gáy. Không biết là cái pha này Medusa có gáy nổi hay không đây. Đang chờ đợi thời cơ, ủi bắn đau cực kỳ luôn. Có quả cầu băng xương rồi thuấn nhâm thạch. Ghê đấy. Tức là bán đồ hay là mua bán đồ gì ấy, quan trọng là các bạn có vàng không thôi. Chứ còn về vấn đề mua bán đồ thì đơn giản thôi mà. Dulen. Tầm này là có hai lựa chọn nhá. Một là đẩy thẳng, hai là ăn ma thần. Nhưng mà để chắc suất ấy là ăn ma thần tốt nhất nhá. Bởi vì bây giờ là Richter rồi. Các vị tướng ấy thì cũng hơi thiếu đồ rồi, hơi thiếu đồ để mà chơi rồi. Chứ còn bên Bắc ấy họ vẫn có cái cơ sở để có thể thủ được. Bây giờ quan trọng là cứ phải chén con ma thần lên trước thôi. Maximus thì hơi ít máu nên phải lui ra trước. Bây giờ là đợi gần kết thúc con ma thần là lao vào để mà chỉnh trị nha mấy ông nhá. Không là cũng có thể toang toác đấy. Đang lựa chọn thời cơ nè, đang đợi cơ hội nè, hay quá. Tuyệt vời, trận này là Medusa được bắn mấy ông ạ. Mà anh em biết đấy, Selene được bắn thì Selene được bắn thì mấy thanh niên này lên thất là chắc rồi. Kiểu này là endgame luôn thôi. Endgame luôn nha anh em nha, endgame luôn. Bởi vì bây giờ là 5-3 rồi, trong khi là quá trời lợi thế luôn. Lựa chọn ngay cho mình đó chính là cái quần què nhà mình quên tên mất rồi ấy. Cái phù chú trường sinh đấy. Rất là nhiều trường hợp TNG cũng bán đồ để lên phù chú trường sinh để hồi máu nhanh. Bởi vì nếu bạn không phải là vị tướng thể dùng cung, tức là cung tà ma để mà hồi máu nhanh ấy, thì lựa chọn với cái trang bị để hồi nhanh giống kiểu là phù trường sinh là rất hợp lý. Sau đó các bạn có thể bán đi. Đấy, nên các bạn đừng có thấy lạ nhá. Bởi vì ở rank ấy thì TNG cũng áp dụng rất là nhiều cho anh em.